Ok, thầy xin chào tất cả các con. Hôm nay thầy xin Gọi bị lỗi lỗi à vào hơi thầy? muộn một chút bởi vì thầy có một chút việc hơi cá nhân tí nên là vào hơi muộn một tí các con nhé. Ok, hôm Đúng rồi mà nay thầy. là chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập về phần hình nhá, được chưa nào? Thầy thầy đúng giờ mà thầy. Thì thầy vào, tức là hôm nay thầy bản thân thầy mở phòng học cũng muộn hơn mà, có đúng không? Mà thầy chú. Rồi, thầy mặc như sếp gì hôm nay là đọc sơ mi còn đang sơ vi nước đầy đủ hết các thứ. Hôm nay là Vừa ngày quốc tế đàn ông ấy thầy. hôm quốc tế đàn ông à? Hôm nay quốc tế đàn ông thầy ơi. À, tức là 20 tháng 10 cộng thêm một đằng sau ấy gì. Không. 19 tháng 11. 19 19 tháng 11 là ngày gì quốc tế Việt. quốc tế đàn ông rồi. Ok thầy, có Ok. chứ, đã gọi là sơ vin thì phải có thắt lưng chứ. Ok, thầy chia sẻ màn hình ngay bây giờ đây. Nào, chúng ta bắt đầu. Rồi, bài đầu tiên nhá. Vừa học vừa trao đổi vừa nói chuyện cho nên là cũng không căng thẳng lắm. Thầy chat mấy tâm mà thầy. Dạ. Sao con? Thầy chat mấy tâm mà. Chat là chat từ nãy chứ. Thầy chat với bạn Tâm là chat từ nãy đấy chứ. Bạn ấy hỏi thầy có việc gì, thấy bảo gì nguy hiểm tính mạng, thầy lại phải chat với bạn một chút. Đấy, ok, để thầy lấy đầu bài nhá. Đấy, các bạn chờ thầy một tí, thầy lấy đầu bài ngay bây giờ đây. Hôm nay thầy sẽ dành cho các bạn một số bài hình tương đương với đề thi cuối học kỳ 1 nhưng mà ở level khó hơn bình thường một chút. Chờ thầy một chút nhá. Ok. Thầy sẽ ghi đầu bài ở đây cho các con chép đầu bài, sau đó là chúng ta cùng giải quyết này. Đầu bài như sau. Cho tam giác ABC cân tại A. Bài 1 nhá. Cho tam giác ABC cân tại A. Rồi, thầy viết đầu bài này rồi nên chắc chắn là các con sẽ. Em cho thầy ạ. Rồi, ok, thầy cho con. Có góc A bằng 40 độ. Có góc A bằng 40 độ nhá. Rồi, cả lớp yêu cầu thầy yêu cầu này, chép đầu bài vào trong vở đã, sau đó mới cùng nhau giải quyết nó. Trên nửa mặt phẳng. Trên nửa mặt phẳng bờ AB phẩy không chứa điểm C. Vẽ tam giác đều ABD chấm xuống dòng. Trên nửa mặt phẳng bờ BC. Bờ BC phẩy có chứa điểm A. Vẽ tam giác đều vẽ tam giác đều ô từ từ để thầy xem lại cái phông chữ. Vẽ tam giác đều BCI chấm xuống dòng cho thầy. Câu A của chúng ta như sau. Chứng minh AI là tia phân giác của góc BAC. Chứng minh tia AI. Chứng minh AI là tia phân giác. Là tia phân giác của góc BAC và DI bằng
với AB chấm xuống dòng. Câu B. Câu B của chúng ta như sau: tính số đo các góc của tam giác ADI. Tính số đo các góc của tam giác ADI. Rồi câu C. M'N lần lượt là trung điểm. Cả lớp tập trung viết đầu bài đã nhá. Thầy, có bạn ở ngoài bảo mở phòng cho kìa thầy. Sao con? Có bạn ở ngoài Zalo ấy, thầy bảo mở phòng chưa? Ơ, sao lại hỏi mở phòng chưa là thế nào? Thầy đã mở từ rất lâu rồi mà. Mời à? Thầy mở, thầy còn đăng để không để password đăng nhập mà. Tức là tự động vào đấy. M'N lần lượt là trung điểm của DI và AC. Chấm. Chứng minh rằng tam giác BMN là tam giác đều. Rồi, ok, xin mời các con hãy viết đầu bài đầy đủ vào trong vở, sau đó thì vẽ hình và dành thời gian để suy nghĩ bài này, được chưa nào? Cố gắng lên nhá. Đầu bài của chúng ta đây. Ô, đề bài ở đây này, bên góc phải này con. Bài 1 đây này. Ok, con gửi đề đi. Sao lại con chụp đề rồi xong con lại quên đề rồi là thế nào? Trời ơi. Câu trên thì bảo là con có chụp đề, câu dưới thì lại bảo con quên đề rồi là thế nào? Thấy chưa hiểu lắm. Bạn nào có chụp đề của hôm trước thì gửi cho thầy xem nào. Em có chụp thầy. Ok, bạn nào chụp thì gửi cho thầy đi. Hiện tại là bài 1 trước đúng không? Đúng rồi, tất cả tập trung vào việc chép đầu bài bài 1, sau đó là suy nghĩ, dành thời gian suy nghĩ cho thầy bài này. Chữa xong rồi chữa bài hôm trước thầy nhá. Được rồi, khổ quá, chẳng nhẽ bài đến mức độ là các con cảm thấy là không làm được, ức chế đến thế cơ à? Hả? Là phải giải quyết ngay à? Đúng rồi, thầy. Em ngồi im với thầy ạ. Ngồi im tức là như nào? Tức là không động chạm được không, một tí nghĩ nào luôn gì à? Luôn. Ok, gửi đề đi. Cả lớp viết đầu bài bài 1 này xong là suy nghĩ cho thầy nhá. À chắc là có hai câu à? À chắc là có hai trang đúng không? Chủ yếu là thầy chữa phần hình chính này. Còn phần số thì thầy chữa sơ qua thôi. Cái này thì thầy đã được được sư phụ Nghĩa nói rồi, cái này tốt nhất là chúng ta sẽ chữa cả đề vào ngày chữa bài tập tới được không? Hôm nào đấy thầy? Hôm nào á? À? Hôm nào thì bình thường là lớp lớp khối 7 7BC thì có cái buổi chữa đề bài tập vào tối ngày mai đấy các con. Thì chữa đề này cho lớp BC à thầy? Thì ở đây là đề là đề của lớp 7A gì? Khối A gì? Vâng, đây lớp khối A thầy. Ok, sao thầy không mở được cái này, thầy không tải được cái này nhỉ?
Nói chung là vẫn cái việc thầy chữa ok, thầy hứa thầy chữa, thầy chắc chắn thầy chữa rồi. Nhưng mà bây giờ các con phải tập trung làm bài kia cho thầy đã, nhớ chưa? Vâng ạ. Sao thầy Thầy tải xóa đi tải lại ấy thầy. xóa đi tải lại à? Chắc là lúc ấy trong quá trình tải nó bị lỗi. Ô đường dẫn bị lỗi rồi này. Bạn nào gửi lại cho thầy trang 2 đi, Gia Bảo gửi lại cho thầy trang 2 đi. Thầy tải về rồi mà thầy. Thầy tải về rồi nhưng thầy mở như này cho nó nhanh. Ô vẫn bị lỗi là thế nào nhỉ? Ô thầy chỉ ấy thôi thầy. Thầy đừng có gạch thứ hai nữa, thầy tải in thôi. Gửi lại lần nữa vậy. Lần này thầy không đổi tên. Bởi vì thầy sợ nó trùng tên nên thầy phải gửi đổi. Đâu nhỉ? Vẫn không được, thế mới lạ, thầy cũng chưa hiểu lắm tại sao. Hay là thầy để em chia sẻ màn hình xong thầy chụp màn hình vào. Hợp lý đấy thầy. À đây rồi. Đây đúng không? Đúng rồi thầy. Cả hai bài à hay thế nào? Cả hai chứ thầy. Ui, tức là gặp cả hai bài này đều khoai, không làm được à? Rất khoai. Ok. Bây giờ muốn là sẽ có một buổi chữa riêng hay là thầy chỉ viết đáp án ra thôi xong thầy gửi lên group thế nào? Thầy viết đáp án thầy gửi lên group được thầy. Chữa riêng thầy ạ. Chữa riêng tức là có một buổi chữa riêng tất cả cái đề này gì? Vâng. Ok, thầy sẽ xem là xem buổi như thế nào nhỉ? Thầy sẽ xem thời gian sắp xếp, thầy sẽ gửi lên group của lớp 7A có được không? Tức là nguyện vọng muốn chữa này, thực tế là bài này ấy, thì các con mà nếu các con có nguyện vọng muốn chữa thì chắc chắn là sư phụ Nghĩa sẽ chỉ định một ai đấy sẽ chữa cái đề này cho các con, hiểu không nào? Còn nếu mà các con không muốn chữa thì thầy sẽ viết đáp án ra xong thầy gửi nhá, được không? Ok chưa? Rồi các bạn nghĩ cho thầy cái bài này đi. Cái bài bên số 1 này này. Thầy làm xong thì thầy gửi lên group bổ trợ nhá. Được không? Để cho cả các bạn lớp 7BC cũng có thể nhìn và có thể là xem thêm được. Ok chưa nào? Rồi, ok tập trung làm đi. Có bạn nào làm bài này xong chưa?
chưa vẽ hình xong ạ. Ôi rồi ôi, suốt từ nãy tại sao lại chưa vẽ hình xong? Nếu mà các con mà không tập trung vào cái việc học là thầy sẽ tắt chat đi đấy nhá. Thầy xin hỏi cả lớp là các con đã bạn nào làm được câu A của bài này chưa? Làm được câu A của bài này chưa? Ô thế thì không, thầy xin hỏi lại này, không có bạn nào chịu khó làm bài này cho thầy à? Cái việc mà thi qua, các con thi xong rồi thì các con cứ gác qua nó đi một chuyện đi. Không, thầy đợi em tí em vẽ nốt cái hình nhắn. Ôi rồi bây giờ tại sao vẫn còn vẽ nốt cái hình là thế nào? Chắc coi thường nghĩ là bài này nó dễ quá nên không thèm làm đúng không? Thầy xin hỏi trong lớp này có bao nhiêu bạn không vẽ được hình bài này? Có bạn nào không vẽ được hình bài này không? Thì giơ tay lên cho thầy xem nào. Thầy hướng dẫn nào. Thầy xin hỏi nhé, là có bạn nào trong lớp không biết vẽ hình bài này không? Thì để thầy hướng dẫn. Không sao cả, cái chuyện không vẽ được hình là chuyện bình thường. Rồi, ở đây thầy thấy có mỗi 3 bạn thôi. Thế còn đâu tất cả những bạn còn lại là đã vẽ được hình và đã làm, bắt đầu làm suy nghĩ rồi đúng không? Có tới 2 mà thầy. Dạ, sao con? Có mỗi 2 bạn thôi mà thầy.
Thấy thấy hai bạn giơ tay với một bạn like. Có bạn thì hai bạn giơ tay, còn có một bạn là like. Cho nên là thầy tính luôn là ba bạn mà. Được chưa? Rồi, như vậy là các con rõ ràng là gặp khó khăn ngay từ cái việc vẽ hình rồi đúng không? Như vậy là rõ ràng là các con ngay từ cái việc vẽ hình đã các con đã gặp khó khăn rồi. Cho nên bài này thực ra bài này thì cũng không phải là bài khó, nhưng thực ra cũng không phải là bài dễ. Chắc chắn đây không phải bài dễ. Được chưa nào? Ok, vậy thì thầy sẽ hướng dẫn các con vẽ hình như sau. Nghe nhá. Ở đây ý, các con đã học về bài này chưa phải là ở level bài quá khó, tức là các con hoàn toàn có thể tư duy vẫn có thể làm được nếu cố gắng. Thế còn bài này thì chắc chắn không phải bài dễ rồi. Bởi vì sao? Bởi vì ngay từ cái việc vẽ hình ấy, các con đã cảm thấy nó không bình thường như các bài khác. Có nghĩa là hình vẽ của nó cũng có sự đặc biệt. Thì trong trường hợp này này, nghe này. Bây giờ thầy hỏi con nhá. Cái tam giác ABC bình thường như thế này này. Đây là thầy đang mô tả thôi. Đây, tam giác ABC như thế này. Cả lớp nghe này. Tam giác ABC này nó bảo rằng cân tại đỉnh A. Như vậy nếu tam giác ABC cân tại đỉnh A thì các con, theo các con có được điều gì? Nào, thầy hỏi. Các con sẽ có được cái điều gì? Nếu một tam giác mà là tam giác cân tại một đỉnh A thì các con có được hai điều. Đó như thế nào? AB sẽ bằng với cả AC ạ. Rồi, ok, chính xác. Là hai cạnh bên này có chung cái đỉnh mà tại đỉnh cân ấy thì nó sẽ phải bằng nhau. Tức là AB bằng AC. Được chưa? Cả lớp nhớ nhá. Cái thứ hai là hai góc kề cái đáy còn lại này này, là cái cạnh còn lại đấy, đáy BC này này, không hề chứa cái đỉnh A cân này này, thì ta có góc B và góc C bằng nhau. Được chưa? Thế nhưng bài này nó cho thêm một cái dữ kiện quan trọng nữa, đó là góc A này bao nhiêu độ nhỉ các con nhỉ? Là 40 độ đúng không? Cho nên bài này muốn vẽ thật hình được thật chính xác ấy thì các con phải nghe nhá. Ta có vì góc B bằng góc C nên nhìn này. Bình thường là B cộng C cộng với góc A nữa thì sẽ bằng là 180 độ. Như vậy góc A của chúng ta đã biết là 40 độ. Như vậy thầy hỏi các con nhá, các con nhẩm giúp cho thầy xem là góc B bằng góc C và bằng bao nhiêu độ? Nào cả lớp. Cái này là các con học bây giờ đến sang bắt đầu là kiến thức đủ trình độ để tư duy những cái như thế này rồi. Rõ ràng là B cộng C phải bằng 180 độ trừ đi 40 độ là bằng 140 đúng không? Như vậy B cộng C bằng 140 mà hai góc này bằng nhau nên nó sẽ bằng một nửa của tổng 180 độ trừ đi góc A. Và cụ thể góc A trong trường hợp này là 40 độ. Như vậy là hai góc này đều bằng nhau và bằng 70 độ đúng không? Như vậy với cái việc nhẩm ra như thế này này, như thế này này, thì chúng ta sẽ kết luận được là gì? Là hai góc BC chúng ta phải vẽ nó là bằng nhau và bằng 70 độ. Vậy chính vì thế nên thầy sẽ có hình vẽ như sau. Được chưa nào? Bắt đầu bây giờ thầy mới vẽ hình này. Đầu tiên các con vẽ giúp cho thầy đoạn BC trước. Nhìn thấy chưa? Vẽ đoạn BC trước nhá. Sau đó thì dùng thước đo độ đo cho thầy một góc tạo bởi thằng BC này là bằng 70 độ. Cụ thể trong trường hợp này là các con đặt cái thước đo độ vào cái vị trí điểm gốc là điểm B này này. Thầy sẽ sử dụng công cụ là trên máy tính này để thầy vẽ hình nhá. Thầy sẽ dựng một góc bằng 70 độ này. Đấy, các con có nhìn thấy thằng này là 70 độ không? Nhìn thấy chưa? Tương tự như vậy, bây giờ thầy cũng sẽ vẽ một cái thằng là tạo với góc CB này, tia CB này này, một góc bằng 70 độ. Hai thằng 70 độ này cắt nhau tại đâu? Thì đó chính là điểm A của chúng ta. Các con rõ chưa nào? Rồi, bây giờ thầy sẽ dựng giống hệt thế nhá, như thế nhá. Đấy, các con nhìn thấy chưa? Hai cái thằng mà 70 độ này này. Đây là 70 độ này. Đây là 70 độ này.
hai cái này 70 độ thì đương nhiên cái thằng cắt ở trên này nó sẽ phải là 40 độ. Ok chưa nào? Như vậy là dựa trên cái ý tưởng đấy nên thầy sẽ có được hình vẽ như sau. Nhìn nhá. Rồi ok. Tam giác ABC của thầy đã xong cái này. Tam giác này chắc chắn là đúng theo yêu cầu của bài toán luôn. Bây giờ người ta nói tiếp này, nghe tiếp này. Trên nửa mặt phẳng bờ AB này mà không chứa điểm C có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là phải mặt phẳng nó hắt lên phía trên như này. Cả lớp có hiểu không? Thì nó bảo rằng vẽ tam giác đều ABD. Tam giác đều là một tam giác cực kỳ đặc biệt, có ba cạnh có độ dài bằng nhau và ba góc bằng nhau cùng bằng 60 độ. Như vậy đến đây thì các con sẽ vẽ một tam giác đều có cạnh độ dài chính là đoạn AB này này. Nhìn thấy chưa? Vậy thầy sẽ vẽ được như sau nhá. Nếu các con có compa ấy, thì dùng compa là nhanh nhất. Từ A vẽ đường tròn bán kính AB, từ B vẽ đường tròn bán kính BA. Hai thằng đường tròn này cắt nhau tại đâu? Thì đấy chính là điểm D của chúng ta. Cái này thì các con đã được học từ lớp dưới rồi. Được chưa nào? Cách vẽ tam giác đều thì đã được học từ lớp dưới rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần nối với nhau thôi. Đấy, như vậy thầy đã vẽ xong tam giác đều ABD nhá. Bây giờ nó bảo tiếp này, trên nửa mặt phẳng bờ BC có chứa điểm A, tức là như thế nào? Tức là bờ BC đây có chứa điểm A, tức là phải hắt lên phía trên này đúng không? Bây giờ nó bảo rằng là vẽ tam giác đều BCI. Vậy theo các con cho thầy biết này, theo các con thì điểm I nó sẽ ở đâu? Không phải ước lượng mà lấy thước kẻ hoặc là lấy compa mà làm. Thước kẻ làm sao vẽ hình tròn được thầy? Thước kẻ thì các con phải đo chính xác. Thước kẻ thì đo độ dài. Các con có biết là cách vẽ tam giác đều mà chỉ có sử dụng mỗi thước kẻ không thôi, có biết vẽ không? Đo rồi lấy kẻ bát vẽ thầy. Không phải kẻ bát. Rồi ôi, cần gì kẻ bát. Cái bát thì là cái kích thước của cái bát không thay đổi được. Cho nên các con không thể nào mà vẽ cái tam giác đều sử dụng cái bát được. Một là dùng compa. Hai là phải dùng thước kẻ, nhưng thước kẻ phải có kỹ năng vẽ. Cách vẽ dùng thước kẻ như sau này. Thầy sẽ dạy cho cả lớp cách vẽ sử dụng thước kẻ để vẽ tam giác đều này. Đầu tiên nhá. Trên cái đoạn AB này này, các con lấy cho thầy một trung điểm. Thầy gọi cái điểm này là một cái điểm, tùy ý các con thích gọi tên là gì, thầy gọi nó là điểm E chẳng hạn nhá. Được chưa nào? Điểm E này là trung điểm đoạn AB này. Sau đó lấy thước kẻ, kẻ một đường thẳng vuông góc với AB tại điểm E. Hôm nay dạy luôn cả cách vẽ tam giác đều luôn. Nào, nhìn thấy chưa? Tức là tại cái điểm E này thầy sẽ lấy thước kẻ, thầy vẽ một cái góc vuông như thế này này. Đấy. Sau đó kẻ một đường thẳng vuông góc, kéo dài nó ra. Sau đó các con lấy thước kẻ ướm một đầu vào điểm A. Nghe nhá. Một đầu ướm vào điểm A. Một đầu còn lại xoay sao cho cái đoạn AD này này, độ dài nó đúng bằng cái đoạn AB này. Các con đã biết độ dài đoạn AB trước. Được chưa? Cho nên là trong trường hợp này này, thì nếu cái điểm D này này mà các con xác định được nó là độ dài bằng cái đoạn AB này mà cắt nằm trên cái đường vuông góc DE này, thì các con có biết điểm D này là nằm trên cái đường DE này, DE này là cái gì của AB không? Cả lớp thử comment cho thầy xem nào. DE này là cái gì của AB? Rồi thì cảm ơn Gia Hưng. Gia Hưng comment rất chính xác. DE chính là đường trung trực của AB đấy. Chuẩn luôn. Đúng rồi, nó còn là đường phân giác, nhưng trong trường hợp này thầy sử dụng tính chất đường trung trực. Đường trung trực là gì? Là hai đoạn này bằng nhau này. Thế mà hai thằng này, cái thằng AD và thằng AB này bằng nhau, chúng ta vừa dùng thước kẻ để đo. Cho nên là có phải tam giác ABD này là tam giác đều không? Các con đã hiểu cách vẽ sử dụng thước kẻ chưa? Cả lớp rõ chưa? Nào. Ao có mất thế thì bật phòng trời chưa thầy? Thầy chưa. Thầy bật đi thầy, con Điền nó đặt tên hàng Hán kìa thầy. Hôm trước là bác Thủy vào, bác đã đuổi một số anh chị lớp 8 rồi đấy. Thầy nói thế cho là cho các con nghe, các con biết. Uầy. Thầy bật đi thầy, không bà Thủy bà có cửa là gì. Bà vào bà nhìn thấy một số anh chị là để tên lung tung.
mới không theo cấu trúc, thế là bà bực bà đuổi luôn ra ngoài. Hello. Nên là các con phải đó, để ý. Thầy bảo họ Hán đổi lại tên thầy. Ôi, thầy không bảo biết gì cả. Thầy trước buổi học thầy đã nhắc nhở hết các thứ rồi. Các con phải đổi tên cho chính xác cho thầy. Còn nếu mà đến lúc mà các con bị đuổi ấy, đấy là do lỗi của các con. Thầy chỉ nhắc nhở vậy thôi. Hiểu không nào? Làm sao mà thầy buổi nào thầy đi nhắc nhở các con được? Bây giờ các con lớn rồi, các con phải có một cái ý thức chứ. Chúng nó còn trẻ con lắm thầy, chúng nó cứ nhây nhây ấy. Rồi, cái điểm Y của chúng ta xác định là tam giác đều như sau này. Nối cách dựng tam giác đều giống hệt như thầy đã hướng dẫn nhá. Một là các con sử dụng compa, lấy compa vẽ hai đường tròn, một đường tròn tâm B và một đường tròn tâm C. Hai đường tròn này có cùng bán kính là đoạn BC này này, thì cắt nhau tại đâu thầy vừa vẽ đấy. Thì nó cắt nhau tại đâu thì điểm đó chính là điểm Y của chúng ta. Và đây chính là điểm Y của chúng ta này các con này. Ok chưa? Sau đó các con nối, lấy thước kẻ nối cho thầy. Và ta được là hai tam giác đều ABD và tam giác BIC. Nào, hình vẽ như thế này. Đây là thầy mất rất nhiều thời gian là để thầy hướng dẫn cho các con thôi. Chứ còn nếu mà khi mà chúng ta vẽ mà chúng ta quen cái kiểu bài như này rồi ấy, thì vẽ sẽ rất là nhanh nhá. Nào, xin mời các con. Ai làm được câu 1 rồi, câu A rồi? Giơ tay lên thầy xem nào. Em làm được một ý của câu A thầy ạ. À, một ý thôi. Còn ý kia em đang nghĩ tiếp. Ai bảo con là thầy viết đầu bài cộng ngồi chơi? Thầy chờ cho các con vẽ hình để suy nghĩ đấy. Các con là nói rằng là các bài thầy cho dễ quá, cho nên là hôm nay thầy đã bắt đầu nâng cái level lên rồi. Thì bắt đầu là các con lại bảo rằng là không biết vẽ hình thế thầy nào. Thầy yên tâm. Nào, bài này bạn nào làm được 3 câu này chứng minh cho thầy là bài này dễ đi. Toàn mấy thằng mõm mà thầy ạ. Bạn nào bảo bài thầy đưa dễ quá thì làm cho thầy, chứng minh cho thầy là bài này là các con làm được cả 3 câu đi. Nào, ai chứng minh được? Có bạn nào làm được 3 câu chưa? Nói đùa, bài này là thực ra nó không phải là bài dễ đâu các con nhá. Ngay từ cái việc vẽ hình là đã đánh bại một số bạn ở trong lớp chúng ta rồi. Bây giờ thầy đã hướng dẫn cho các con vẽ hình xong rồi đúng không? Bây giờ nhá. Bây giờ đến lúc là các con phải làm cho thầy câu A, câu B. Hai câu này là các con phải cố gắng làm được. Còn nếu mà các con cảm thấy bài này mà đã khó rồi ấy, có nghĩa là các con còn phải rèn luyện thêm nhiều nữa. Trình độ như thế là chưa đạt. Các cái này ý, nó là phải rèn luyện đấy các con ạ. Ví dụ như là muốn vẽ hình chính xác và nhanh ấy là các con phải rèn luyện, chứ không phải là tự nhiên nó có được ngay đâu. Đúng nào? Đều phải là thầy cũng rèn luyện, không khác gì các con ngày xưa thầy cũng học cũng rất bình thường thôi. Xong dần dần là thầy phải rèn luyện thì bây giờ mới khá lên được chứ. Nào thầy xin hỏi nào. Thời gian khá là dài rồi, bây giờ các con cho thầy biết là câu A này có bao nhiêu bạn làm được? Bao nhiêu bạn làm được câu A này, giơ tay lên thầy xem nào. Thầy
Thầy xin hỏi các con là các con cho thầy biết là trong lớp chúng ta có bao nhiêu bạn đã làm được câu A rồi? Câu A này này. Thôi nghe thầy định hướng vậy. Rồi ok, có bạn Gia Hưng đã làm nửa câu A rồi, bây giờ còn phải chứng minh DI bằng BC à DI bằng thằng AB nữa đúng không? Ok, chắc con còn vướng câu đấy đúng không? Rồi không sao. Làm được một ý thì cũng là cố gắng. Ý đâu thôi thầy ạ. Ok. Như thế là cũng là cố gắng rồi, không sao. Bây giờ để chứng minh cái thằng AI này này là tia phân giác của góc BAC. Vậy thì các con bình tĩnh nhá. Các con nhìn này. Đầu tiên là chúng ta nối AI trước đi. Được chưa nào? Nối AI trước. Đấy, thầy đã nối xong rồi đấy. Vậy bây giờ muốn chứng minh là cái thằng AI này này là tia phân giác của góc BAC, có nghĩa là các con cần phải chứng minh cho thầy là hai góc này bằng nhau đúng không? Đúng không? Nếu chứng minh được hai góc này bằng nhau thì như vậy là cái ý đầu tiên là sẽ thành công, chuẩn chưa nào? Ok chưa? Vậy thì để chứng minh hai góc này bằng nhau ấy thì các con tốt nhất là nên sử dụng cặp tam giác bằng nhau, đấy là cách nhanh nhất và cũng hay dùng nhất đối với cái việc chứng minh góc A1 bằng góc A2. Vậy bây giờ thầy hỏi cả lớp này, thầy hỏi các con nhé. Các con có nhìn thấy là A1, A2 này này, giả sử là nếu chúng ta chứng minh nó đã bằng nhau rồi, như vậy có A1 bằng A2, có đúng không? Tam giác ABC này là tam giác đều tại đỉnh A, nên là AB của chúng ta và AC bằng nhau. Đây là thầy sẽ viết những cái mà các con có thể khai thác ra này. Đầu tiên là AB này sẽ bằng AC này. Chuẩn chưa? Thứ hai là góc A1 bằng góc A2. Đấy là nếu nhá, nếu nhá. Đấy là nếu. Thứ ba là các con có nhìn thấy là cái thằng AI này là cạnh chung không? Có phải là AI này là cạnh chung của hai tam giác? Thầy gọi tên là tam giác AIB và tam giác AIC. Nào, AIB. Và tam giác AIC. Nào, các con có nhận diện ra được không? Như vậy nếu dạ, rõ ràng là trong trường hợp này, nếu ta có được ba cái này thì chắc chắn là hai tam giác này sẽ bằng nhau. Ok chưa? Thế thì như vậy, ở đây là cái việc để chứng minh được góc A1 bằng A2 này, chúng ta sẽ không thể nào mà đưa nó ra trong cái trường hợp này được, mà sẽ phải đầu tiên là chứng minh hai tam giác này bằng nhau trước. Sau đó sẽ suy ra được là góc hai góc này bằng nhau, bởi vì hai góc này chính là cặp góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau. Được chưa nào? Ok không các con? Thế thì trong trường hợp này này, thầy đố các bạn nhé. Hai tam giác AIB và tam giác AIC là hai tam giác bằng nhau cực kỳ đơn giản. Thầy hỏi cả lớp, các con bình tĩnh suy nghĩ và comment cho thầy. Tam giác AIB và tam giác AIC là hai tam giác bằng nhau trường hợp cực kỳ đơn giản nhé. Cực kỳ đơn giản. Nhìn hình có luôn. Đó là trường hợp gì? Cả lớp comment cho thầy nào. Rồi, chính xác. Rồi, thầy xin chúc mừng tất cả những bạn nào mà comment cho thầy là cờ, tức là cạnh cạnh cạnh. Chuẩn luôn. Đây, các con nhìn nhá. Tam giác ABC cân đỉnh A nên có AB bằng AC. Được chưa? Hai cặp cạnh hai bên bằng nhau. Có chung cạnh AI. Và thứ ba là IB bằng IC. Mở ngoặc theo giả thiết tam giác IBC là đều. Cho nên IB phải bằng IC. Như vậy rõ ràng tam giác AIB và tam giác AIC là hai tam giác bằng nhau. Mà bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh, nên ta có góc A1 bằng góc A2. Và đây chính là cặp góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau. Như vậy câu A ý đầu tiên cực kỳ đơn giản, đúng không? Cả lớp đã rõ chưa? Chứng minh cạnh góc cạnh được. Thầy đồng ý với Gia Hưng là con chứng minh theo cạnh góc cạnh được. Nhưng cạnh góc cạnh sẽ bị dài hơn một chút như sau. Chắc là con sẽ chứng minh như thế này đúng không? Đó là AB bằng AC, BI bằng CI. Và chắc là Gia Hưng sẽ làm thêm là hai cái góc này bằng nhau đúng không Gia Hưng ơi? Có phải là Gia Hưng là làm hai góc này bằng nhau không con? Chuẩn không? Thì rõ ràng là cách này được. Thầy đồng ý với con là cách này con làm được. Nhưng rõ ràng cách này là sẽ dài hơn so với cách cạnh cạnh cạnh. Đúng không các con? Ok chưa? Tại sao bạn Gia Hưng bạn bảo rằng hai góc này bằng nhau này? Các con nhìn này.
Bây giờ thầy hỏi nhá. Tam giác ABC này cân đỉnh A, cho nên là cái góc B to đùng này này và cái góc C to đùng này này là hai góc này có bằng nhau không các con? Bằng nhau chắc chắn luôn đúng không? Bằng nhau chắc chắn luôn này. Thế thì tam giác IBC là tam giác đều, cho nên là hai góc ở dưới đáy này nó là góc B1 và góc C1 ở đây. Hai góc này có bằng nhau không các con? Có bằng nhau không? Có bằng nhau và bằng 60 độ. Như vậy thầy lấy góc B to trừ đi góc B1 sẽ phải bằng góc C to trừ góc C1, tức là hai góc nhỏ ở đây thầy gọi tên là B2 và C2 phải bằng nhau. Chính vì vậy nên bạn Gia Hưng bạn ý suy luận là hai tam giác ABI và ACI là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh, cạnh góc cạnh là ok, đúng, nhưng hơi dài, được chưa nào? Vậy đầu tiên thầy chứng minh cho các con là cái câu đầu tiên là góc A1 bằng góc A2 để suy ra AI là phân giác trước nhá. Thầy sẽ chứng minh như sau. Có bạn nào đã suy nghĩ ra được được cái ý thứ hai của câu A chưa? Câu A này. Theo đề bài, tam giác ABC cân tại A nên ta có là AB bằng AC. Được chưa các con? Đầu tiên là AB bằng AC nhá. Nghe tiếp này. Tam giác BIC, BCI đi, đúng theo đồ bài là BCI, là tam giác đều. Suy ra các con sẽ có được là BI và CI bằng nhau. Được chưa nào? Xuống dòng. Xét hai tam giác, đó là tam giác ABI và tam giác ACI, thì hai tam giác này có như sau này. Thứ nhất, đó là AB bằng AC. Thứ hai là trung cạnh AI. Và thứ ba là BI bằng CI. Vậy từ ba điều này các con sẽ suy ra được đó là hai tam giác này là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Tam giác ABI bằng tam giác ACI theo trường hợp là cạnh cạnh cạnh. Và nó bằng nhau rồi thì các con sẽ suy ra được cặp góc tương ứng. Công Khánh ơi, không vẽ lung tung vào hình con. Suy ra là góc BAI bằng góc CAI và mở ngoặc ra giúp thầy cặp góc tương ứng. Được chưa nào? Cặp góc tương ứng. Đến đây các con phải kết luận cho thầy một câu như sau này. Nghe nhá, bình tĩnh này, bình tĩnh này. Vì tam giác ABCI đều phải có đỉnh Y nằm cùng phía với điểm A, nằm có đỉnh Y nằm cùng phía với điểm A phẩy bờ là BC. Bờ BC. Được chưa nào? Nên suy ra điểm Y sẽ nằm trong tam giác ABC. Và điều này chúng ta sẽ dẫn đến được là gì? Là AI là tia nằm giữa hai tia AB và AC. Và đến đây thì các con mới suy ra được này. Đó là gì? Suy ra AI là tia phân giác của góc BAC. Của góc BAC. Được chưa nào? Ok nhá. Vậy ý đầu tiên xong. Bây giờ chúng ta chuyển sang ý thứ hai, đó là
phải chứng minh DI bằng cái thằng AB đúng không? Đúng không nào? DI bằng AB đúng không? Ok. Đây, chứng minh DI bằng AB. Ô, các con thấy nó có thể nó hơi lạ một chút, nhưng mà cần phải có những cái như thế này nhá. Bởi vì nếu các con không định, không chỉ ra được là AI là tia nằm giữa hai tia AB và AC ấy, thì làm sao các con có thể kết luận đủ được là AI này là tia phân giác? Có đúng không hả Phương Anh? Phương Anh có hiểu không ạ? Có hiểu ý thầy không ạ? Ở đây là ta chứng minh được góc là A1 bằng góc A2 rồi, hai góc này bằng nhau là chúng ta đã chứng minh thành công rồi. Nhưng mà cái điểm Y này mà các con không chỉ là AI mà chỉ ra nằm giữa AB và AC ấy, thì không thể nào đủ điều kiện kết luận là AI là tia phân giác được. Các con hiểu chưa nào? Nhớ cái điểm Y này nó nằm bên ngoài thì sao? Đây này, thầy hỏi này, nhớ điểm Y nó nằm ở đây thì sao? Phương Anh có hiểu không ạ? Cho nên là cái việc mà kết luận là điểm Y nằm ở bên trong của tam giác ABC là cực kỳ quan trọng nhá. Mà thường là các bạn học sinh khi trình bày, khi làm bài này này, sẽ không nói ra cái điều này đâu. Và nếu mà gặp thầy cô giáo khó tính là sẽ trừ điểm đấy. Rồi, bây giờ là cần chứng minh DI bằng cái thằng AB đúng không? Bây giờ các con nối D với Y cho thầy này. Được chưa nào? Nối DI. Bạn nào, từ nãy giờ thêm thời gian rồi, bạn nào đã chứng minh được cho thầy rồi? Bạn nào chứng minh được cho thầy đoạn DI bằng thằng AB rồi? Chán nhở? Thầy tưởng là các bài này nó dễ. Mà đây thầy nói luôn cho các con nghe nhé, đây là một trong những bài mà thầy chọn lựa, nó là thuộc loại bài ở level 1 của các bài khó thôi đấy. Nói thế luôn cho cả lớp nghe để còn xác định tinh thần nhá. Đi thôi, từ mai không là bài khó đâu. Đây là bài đầu tiên ở trong level khó đấy. Nào nghe này. Ba bốn bài kiểu này là bảo chúng nó biết làm luôn. Đúng rồi, tất nhiên là khi các con làm quen thì các con sẽ tự nhiên là cái khả năng nhìn nhận hình học của các con thứ nhất là tốt lên. Thứ hai là cái việc trình bày nó cũng đương nhiên là nó cũng sẽ tốt lên theo. Thế thì trong trường hợp này nhá, cả lớp nghe thầy này. Cả lớp nghe nhá, thầy sẽ trình bày như sau, các con nghe xem có hợp lý không. Bây giờ thầy hỏi các con này, có phải là đầu bài người ta yêu cầu chứng minh DI bằng cái thằng AB đúng không? Cả lớp? Đúng ạ. Ờ ok đúng không? Rồi. Vậy thầy hỏi các con này, cái thằng AB này này, nó bằng cái thằng nào nhỉ? AB này là có phải nhá, thầy hỏi này. Bằng với AC. Ờ chuẩn luôn, AC, cái đấy thì không cần phải bàn rồi, chuẩn không cần chỉnh. Thầy hỏi này, nó có bằng thằng AD không? Nó có bằng thằng BD không? Cả lớp? Có không? Có. Chắc chắn luôn đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì tam giác ABC cân đỉnh A nên AB bằng AC, cái này thì không phải trình bày. Còn nó bằng hai thằng dưới này là bởi vì tam giác ABD đều. Được chưa? Xong nhá, xong nhá. Rồi. Vậy đến đây thầy sẽ suy ra là gì? Nếu mà thầy chứng minh được DI này mà bằng cái thằng DB thì như vậy là cũng thành công đúng không các con? Có đúng không? Có đúng không? À. Đúng không? Chuẩn luôn. Ừ thì nó, nếu nó bằng, chứng minh được bằng thằng này thì cũng là thành công đúng không? Vậy thì ở đây ý, thầy sẽ để chứng minh được cái thằng DI bằng thằng AB này này, thầy sẽ nghĩ đến việc đó là chứng minh hai tam giác bằng nhau. Bây giờ thầy dành cho các con 1 phút để nhìn hình và chỉ ra cho thầy cặp tam giác bằng nhau, một thằng chứa thằng DI còn một thằng chứa thằng AB. Xin mời cả lớp 1 phút để nhìn nhận, sau đó comment cho thầy. 1 phút bắt đầu. Ah.
Rồi, thầy cảm ơn. Thầy cảm ơn Gia Bảo. Bạn Gia Bảo đã comment cho thầy rồi. Các bạn còn lại có nhìn nhận ra được cặp tam giác bằng nhau một thằng chứa thằng DI và một thằng chứa thằng AB không? Cái phần mà lúc nãy thầy viết ra thực tế là thầy đang hướng dẫn định hướng giúp cho các con đấy. Rõ ràng là nhìn này. Nhìn nhá. Có phải là nếu thằng này mà bằng nhau có nghĩa là thầy cũng sẽ cho nó một vạch đúng không? Cho một gạch giống như thế này. Như vậy các con có nhìn thấy cái tam giác DBI này này là một tam giác khá đặc biệt. Tam giác này hình như là cũng cân tại đỉnh Y à, cân tại đỉnh D hay sao ấy. Và tam giác ABC này cũng cân tại đỉnh A hay sao ấy, có đúng không? Chuẩn không? Có à. Vâng. Bây giờ nhìn tiếp nhá. Nhìn tiếp này. Bây giờ thầy có này, DB thì bằng thằng AB. Cái này thì không cần phải bàn cãi, giả thiết cho rồi. Thứ hai là góc DBI. Không biết là nó có bằng cái góc này hay không. ABC. Bằng hay không thì các con tự xác nhận giúp thầy. Cái cuối cùng đó là BI. Nó bằng thằng BC. Như vậy từ ba cái điều này, ở cái cặp giữa này nếu mà chúng ta chỉ ra được hai góc này mà bằng nhau nữa thì thầy sẽ suy ra được là tam giác DBI nó sẽ phải bằng tam giác ABC. Cả lớp có nhất trí không? Nào, cả lớp nhìn phần thầy viết, sau đó comment cho thầy xem là có đồng ý với ý kiến của thầy không. Thầy cho em 2 giây để ngẫm lại đó. 2 giây thôi á? 2 giây thôi. 1 2 Hết giờ. Sao thầy đến nhanh thế? Thầy phải đến là 1.1 chứ. À, xong đến 1.1.11 thế á? Ừ thế thì vâng. Cái dây này là dây nó hơi dài rồi. Thế thì bạn là nhất rồi. Thầy được cho nó 2 tiếng thế. Nói đùa, thầy hỏi lại các con này. Các con có nhìn thấy cái phần này của thầy, thầy đang hướng dẫn như thế này. Các con thấy rằng là có chính xác hay không ạ? Cái góc DBI bằng góc ABC này thực tế là không hề khó khăn đối với các con đâu. Là bởi vì như sau. Nghe nhá. Tam giác ADB là đều, cho nên cái góc B1 này này, thầy gọi tên nó là B1, là sẽ bằng 60 độ. Các con ok không? 60 độ nhá, được chưa? Tam giác BIC cũng đều nốt, cho nên thầy gọi tên thằng này là B2. Và thằng này cũng bằng 60 độ nốt. Thế như vậy các con nhìn này, góc DBI có phải chính là bằng B1 cộng với góc B nhỏ ở đây không? Nhìn thấy không? Thế có. Còn cái góc ABC có phải chính bằng B2 cộng B nhỏ không? Như vậy thì rõ ràng là hai góc DBI và ABC chắc chắn là đúng là bằng nhau thật. Đúng không các con? Có đúng không ạ? Đúng à, đúng à. Chuẩn chưa? Chuẩn rồi. À vâng. Ok, vậy bây giờ trong lớp này thầy hỏi lại, có bạn nào vẫn còn chưa nắm được cái cách để chúng ta giải quyết cái ý thứ hai của câu A không? Có bạn nào vẫn chưa hiểu không? Thì các con cứ mạnh dạn lên nhá. Nói với thầy là bảo con chưa hiểu, ví dụ thế. Thì lập tức thầy sẽ giảng giải lại chậm hơn nữa. Rồi, ok. Thầy xin hỏi lại một lần nữa, trong lớp có bạn nào còn chưa hiểu không ạ? Có bạn nào không hiểu không? Thầy sẽ giảng giải lại cặn kẽ hơn nữa, chậm rãi hơn một chút nữa. Thế giảng lại từ đầu. Giảng lại từ đầu của cái ý sau gì hả con? Ý đầu thì chứng minh là AI là phân giác. Ý sau ấy. À ok, rồi. Thầy sẽ xóa đi, thầy sẽ trình bày lại như sau nhá. Lần này thầy sẽ trình bày chậm rãi hơn nữa. Đây nhá. Nào, con nghe này. Đầu tiên này là chúng ta xuất phát từ cái mục tiêu của chúng ta là cần chứng minh DI bằng thằng AB. Đấy, cần chứng minh DI bằng AB. Vậy thì trong trường hợp này thầy sẽ nghĩ đến việc là gắn cái thằng DI này vào một tam giác nào đấy, mà tam giác nào nó sẽ có chứa một thằng chứa thằng DI, còn một thằng chứa thằng AB. Và nếu hai tam giác này mà chứng minh được nó bằng nhau thì các con chắc chắn là sẽ thành công cái việc chứng minh hai thằng này bằng nhau. Được chưa nào? Cụ thể trong trường hợp này đó là thầy đi xét hai tam giác như sau. Đó là tam giác DBI.
và tam giác ABC. Thì các bạn bình tĩnh lắng nghe nhé. Đầu tiên ý, thì thầy có là thằng DB bằng cái thằng AB rồi. Cái này có được sở dĩ là theo giả thiết tam giác ABD là tam giác đều, nên DB bằng AB, cái điều này là chắc chắn. Được chưa các con? Thứ hai là cái thằng BI của chúng ta ấy, là vị trí thứ hai, vị trí thứ ba này này, thì nó lại bằng cái thằng BC này, cũng là vị trí thứ hai, vị trí thứ ba. Và cái điều này là có được cũng sở dĩ là gì? Là do tam giác BIC là tam giác đều, nên BI bằng BC. Được chưa các con? Và cuối cùng nhá, là góc này là góc của tam giác đều, nên góc này bằng 60 độ. Tam giác BIC cũng đều nốt, cho nên góc này của thầy cũng bằng 60 độ nốt. Như vậy thầy lấy hai góc này bằng nhau, cộng thêm cái góc nhỏ nhỏ ở đây nữa, thì sẽ tạo ra được cặp góc bằng nhau, đó là góc DBI. DBI viết vào đây. Góc này sẽ bằng góc gì nhỉ? ABC. Như vậy là hai tam giác ADBI và ABC này có ba cái yếu tố này bằng nhau. Vậy đến đây các con có suy ra được là hai tam giác này bằng nhau chưa? Cả lớp. Cả lớp có đồng ý với thầy là hai tam giác này bằng nhau chưa? Rồi ạ. Và bằng nhau theo trường hợp này là cạnh góc cạnh các con nhé. Cạnh góc cạnh. Cạnh góc cạnh thì dẫn đến là gì? Dẫn đến là DI, nhìn này, nhìn này, nhìn này. DI là cái thằng này này. Nó sẽ phải bằng 1/3 của cái thằng còn lại, tức là bằng AC. Nhưng mà thật không may, AC này của chúng ta lại bằng AB. Cho nên người ta yêu cầu mình là chứng minh DI bằng AB là chính xác. Được chưa? Vậy suy ra DI bằng với AB. Điều phải chứng minh. Được chưa? Đâu phải cắt moi. Thầy. À đâu phải cắt moi à? Ok. Được chưa nào? Ôi ok. Rồi rồi rồi. Thầy sẽ tăng tốc lên. Tăng tốc okay. lên là bởi vì không phải là thầy không tăng tốc được, mà là bởi vì thầy muốn các con có thời gian để suy nghĩ nó mà. Nãy giờ thầy nói đúng với được hơi nhiều. Ừ. Thầy cứ đúng không ạ? Được không ạ? Dạ vâng. Thầy sửa. Thầy sẽ dùng ít từ được với từ đúng đi, được chưa? Dương nói đúng đấy. Thầy đang hơi nghiện phim 11 tháng 5 ngày. đúng. Mặc ok. Từ... Ok, thầy sẽ trình bày cái việc này. Olivia cứ bảo thế. Chứng minh DI bằng BC nhá, à bằng AB nhá. Thì như sau. Ta có này. Theo giả thiết tam giác ABD và tam giác BIC, BCI đều. Từ đó suy ra. Thứ nhất là ta có DB bằng thằng AB. Được chưa nào? Phẩy. Thứ hai là thằng IB, BI thì bằng thằng BC. Và cái cuối cùng đó là góc DBA. Rồi ôi, bạn nào vẽ lên hình của thầy đây? Tập trung vào các con. Tha thầy đi chúng mày. Thầy thứ đang ba, hơi nghiện. Thứ ba là góc DBA thì sẽ bằng góc IBC và cùng bằng 60 độ. Được chưa nào? Hai góc này là hai góc bằng nhau và cùng bằng 60 độ. Thầy viết như này luôn. Vậy đến đây ta suy ra này. Góc DBI. Thôi này viết là ta có đi. Ta có góc DBI bằng DBA cộng với góc ABI. Được chưa nào? Xuống dòng. Thầy tắt NOT đi thầy. Thế mở chat đi thầy. Góc ABC, tập trung vào chữa bài đi. Còn cái thời gian các con còn lại thì các con làm các câu tiếp theo cho thầy đi. Được chưa nào? Vậy từ hai điều này chúng ta sẽ suy ra được điều gì? Dẫn đến là ta có góc DBI sẽ bằng góc ABC. Được chưa nào?
Rồi xuống dòng xét hai tam giác. Đó là tam giác DBI và tam giác ABC. Thì hai tam giác này có như sau này. Thứ nhất là DB của thầy thì bằng AB. Thứ hai là góc DBI bằng góc ABC. Và thứ ba là BI bằng BC. Vậy từ ba điều này các con ngoặc nhọn và giúp thầy. Chúng ta sẽ suy ra được là tam giác DBI và tam giác ABC là hai tam giác bằng nhau. Và bằng nhau cụ thể theo trường hợp cạnh, góc cạnh. Được chưa nào? Và đến đây vì bằng nhau theo cạnh, góc cạnh nên chúng ta sẽ suy ra được là DI thì sẽ bằng là AC. Mở ngoặc, cặp cạnh tương ứng. Mà AB thì bằng AC nên ta có là DI sẽ bằng cả AB luôn. Và đây chính là điều phải chứng minh. Được chưa nào? Rồi các con chữa thật nhanh đi. Sau đó là chúng ta sẽ chuyển sang ý B. Ý B này thì chắc... thôi à? Dạ vâng, ý này của nó chúng ta chỉ có thế này thôi. Thế mà thầy phân tích rõ ràng. Thầy phải chỉ ra cho các con để thầy nói để cho các con hiểu thôi mà. Đây là một bài tập siêu kinh điển của thầy Tuấn. Thầy giảng bài này trong vòng là thầy Tuấn bịp. Thầy giảng bài này trong vòng một tiếng ấy, anh em ạ. Đúng. Thầy giảng phần A trong vòng một tiếng ấy, anh em ạ. Chắc thầy chưa nốt bài này cho nghỉ luôn. Không. Không phải vấn đề là trong một tiếng mà là bởi vì thầy dành cho các con thời gian suy nghĩ mà các con có nghĩ đâu. Nhưng mà bọn em biết làm mà thầy cho nhiều thời gian. Đúng mất não. Phần thứ hai xong rồi thầy cho em nghỉ giải lao tí. Đúng mất não thầy ơi. Câu B của chúng ta là tính số đo của các góc của tam giác ADI. Câu này thì cực kỳ đơn giản thôi. Câu đấy dễ lắm thầy ơi. Tại sao nó dễ là bởi vì như sau thầy nói này nhanh này. Để thầy còn trình bày. Chúng ta còn chuyển sang các bài tiếp theo nữa. Thì thầy các con nghe thầy nói này. Như vậy rõ ràng là ở cái ý A ấy thì ta có được là DI của chúng ta là bằng thằng AB. Như vậy nó sẽ bằng thằng DB và bằng cả thằng DA này nữa, đúng không? Chuẩn chưa? Chuẩn chưa con? Như vậy là tam giác DAB, DAI này này là tam giác cân tại đỉnh D. Ok chưa? Được chưa nào? Bây giờ nhá. Góc này 60 độ này. 60 độ. Góc A này của chúng ta đầu bài thì cho chúng ta là góc này bằng 40 độ. Thế mà AI là tia phân giác nên suy ra được là góc A1 của chúng ta bằng bao nhiêu nhỉ các con nhỉ? 20 độ. Đúng rồi, 20 độ, chuẩn rồi, 20 độ, chuẩn rồi. Như vậy thầy sẽ tính ra được góc DB, DAI của chúng ta sẽ bằng là 60 cộng với 20. Cụ thể góc này của chúng ta là bằng bao nhiêu đây? Là 80 độ đúng không các con? Chuẩn chưa? Là 80 độ nhá. Như vậy là cái góc của tam giác DAI này, góc này 80 độ. Mà tam giác DAI này cân đỉnh D cho nên góc Y ở đây cũng bằng 80 độ nốt. 80, 80, vậy góc còn lại này bằng bao nhiêu đây? Comment cho thầy nhanh nào. Cái góc D còn lại này bằng bao nhiêu? (cười) 80 cộng 80 là 160, 180 trừ 160, vậy thằng này 20 độ nhá. Ok, rồi thành công. Được chưa? Rồi, tốt rồi. Vậy bài này chúng ta sẽ trình bày bài này ngắn gọn như sau cho nó nhanh này. Ta có. Theo câu A, AI là tia phân giác của góc BAC. Nên suy ra góc A1 của chúng ta là bằng 20 độ. Bằng 1 phần 2 của góc A đi. Của 1 phần 2 góc BAC đi. Viết chậm lại một tí cho nó chắc chắn. Thì bằng là 20 độ các con nhé. Đấy, thì góc này bằng 20 độ. Rồi xuống dòng. Ta có góc DAI thì bằng góc DAB cộng với góc A1. Vậy đến đây
ta sẽ thay số và tính ra được góc DAI như sau. Bằng DAB thì bằng 60 độ cộng với 20 độ. Và cụ thể trong trường hợp này là chúng ta ra được 80 độ các con nhá. Ta có này. Tam giác DAI có DI bằng DA vì cùng bằng thằng AB. Suy ra tam giác DAI cân đỉnh D. Cân tại D cũng được. Mà cân tại D ấy, thì suy ra được là gì? Là góc DIA bằng góc DAI. Và cùng bằng 80 độ. Vậy đến đây ta có góc ADI thì sẽ bằng 180 độ trừ đi hai góc này. Và đến đây các con thay số giúp thầy nhé. Bằng 180 độ này. Trừ đi 80. Trừ đi 80 tiếp. Và cụ thể trong trường hợp này bằng 20 độ. Được chưa nào? Rồi ok. Như vậy câu B của chúng ta xong. À ok. Rồi thầy Minh ở mấy thầy Nghĩa với sư phụ Nghĩa là hai thầy là dạy theo phương pháp là viết ở trên mặt bàn sau đó quay camera. Còn thầy ở đây là thầy viết trực tiếp trên màn hình của máy vi tính. Thầy chơi kiểu đấy đi thầy. Chơi kiểu đấy là phải đại gia mới chơi được. Sư phụ Nghĩa đại gia thì mới chơi được thầy, đấy chứ. Thầy tấn bịp mà không đại gia. Không, đã gọi khổ quá. Đến cái máy điều hòa đằng sau kia là phải là mô hình dán lên mà lại đâu, bảo là có điều kiện giấy của thầy Nghĩa ấy. À, em quên mất là thầy làm trông xe nên là. Đúng rồi, đấy. Khổ lắm như này. Cả trông xe luôn. Nên là không có điều kiện để mà mua camera xịn để làm theo phương pháp của sư phụ Nghĩa đâu. Được chưa? Đâu, sư phụ Nghĩa là gửi tiền trông xe tháng là mấy triệu rồi. Nhân thầy dạy là phải hơn chục triệu. Rồi, ý B của chúng ta xong nhá. Ý C của chúng ta này. Thầy mô tả là ý C của chúng ta như sau. Nó bảo rằng như sau này. Nghe này. Điểm M là trung điểm của DI, còn điểm N là trung điểm của AC. Đúng nào? AC thì phải. Thầy lấy lại đầu bài cho nó chính xác. Đây. Nó bảo rằng MN này là lần lượt là trung điểm của DI và AC. Vậy các con lấy trung điểm cho thầy nhá. Đây là điểm M của chúng ta. Thầy lùi xuống cho em check câu B. Dạ vâng, thầy sẽ xuống ngay bây giờ đây. Các con chờ thầy một chút. Rồi ok. Điểm M là trung điểm của DI, điểm N là trung điểm của AC. Sau đó người ta yêu cầu chúng ta chứng minh tam giác BMN. Đây cụ thể là tam giác này này. Là tam giác đều. Được chưa nào? Tam giác BMN là tam giác đều. Đấy, cái tam giác BMN của chúng ta đấy, các con suy nghĩ đi. Thầy cho các con thời gian chỉ có 2 phút thôi. Làm mà hôm nay các con thể hiện trình độ ra cho thầy như thế này là thầy thấy là như này là chưa thật sự là ok rồi. Toàn mõm rồi. Mới chỉ mõm rồi. Thầy nói thật bài này chưa phải là bài khó đâu nhá. Đây là bài đầu tiên đấy. Thầy còn chuẩn bị cho các con. Hôm nay thầy định chuẩn bị cho các con 4 bài cơ. Gồm có 3 bài hình và 1 bài cuối cùng là 1 bài đại. Thế mà đấy. Chúng ta chỉ có được 1 bài như thế này. Rất khó. Chưa nốt bài hình rồi cho thầy cho thêm bài đại vào. Ôi, thế này là không ổn rồi. Thầy đánh giá là các bạn trong lớp mình là đốt thời gian hơi nhiều và rất mõm. Đúng rồi. Rất mõm. Nào làm nào để chứng minh được tam giác BMN đều nào, nhanh. Các cạnh bằng nhau hoặc ba góc bằng nhau. Ờ đúng rồi, chuẩn đấy. Chứng minh là các cạnh bằng nhau hoặc các góc bằng nhau. Rồi chứng minh đi.
Rồi bây giờ thầy định hướng cho các con như thế này cho nó nhanh nhá. Chứ thực ra là các con có thể, tất nhiên là không phải là do vấn đề là trình độ đâu, mà là do là các con chưa quen với các cái kiểu bài như thế này, và cái tư duy về nhận diện hình của các con nó vẫn chưa được hình thành đầy đủ. Cho nên các con nghe nhá, thầy nói như này cho nhanh này. Bây thầy hỏi này cả lớp này. Bây thầy hỏi nhá, cả lớp nghe nhá, xong cả lớp phải nhớ là tương tác trả lời cho thầy. Thầy hỏi các con này, có phải là DI này bằng AC chúng ta đã chứng minh được ở câu B đúng không? À ở câu A đúng không? Đó. DI bằng AC, ok chưa cả lớp? Đó. DI bằng AC này. Thế mà M là trung điểm của DI, N là trung điểm của AC. Vậy đến đây thầy suy ra DM bằng AN, các con có phản đối không? Không ạ. Cả lớp có phản đối không? Không. À, có không đúng không? Nào, có. Bạn nào phản đối? Chắc là em không phản đối. Chắc là có. Nào, DM có bằng AN không? Chắc chắn là bằng đúng không con? Bởi vì là DI bằng AC mà. Cho nên là một nửa của hai đoạn bằng nhau thì nó phải bằng nhau chứ. Cho nên là DM bằng AN chuẩn chưa? Bằng nhau đúng không? Nghe thầy nói tiếp này. Chưa chuẩn. Sao lại chưa chuẩn? Chưa chuẩn. Hai chữ chưa. Ôi giời ơi, lại còn chơi chữ với thầy nữa. Nào nghe tiếp này. Hai góc này có bằng nhau không nhỉ? Hai góc này có bằng nhau không nhỉ? Có, bởi vì nó là cùng cân tại đỉnh. Không phải là cùng cân. Vớ vẩn, dùng cái khái niệm đấy là không chính xác. Đây là cặp gì đấy? Cặp góc tương ứng của hai tam giác vừa chứng minh bằng nhau ở cái ý trước xong. Cả lớp có ok không? Có. Vậy thì suy ra D1 ở đây, thầy gọi tên mới nhá. D1 ở đây sẽ bằng là cái này là A3 nhá. D1 bằng A3. Được chưa? Bây giờ thầy hỏi tiếp này. Thế thì cái thằng trong trường hợp này là cái thằng DB ấy, nó có bằng cái thằng AB không nhỉ? Bằng không? À, thì có à. Có thầy. Vậy từ ba điều này suy ra được cái gì? Được cái tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác bằng nhau. Ờ, tam giác bằng nhau đúng rồi. Tam giác cái tên là gì? Tên là AMB, ADB, ADB và tam giác. Cái tam giác A. 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 B. N. Đúng rồi. ADM. ADB. Nói chung là các con phải tập quen nhìn hình đi để cho nâng cái khả năng của tư duy và cái việc nhận diện của hình học lên nhá. Ở lớp 7 này là cực kỳ quan trọng đấy. Cái phần này mà các con mà tốt ý, thì lên lớp trên các con học sẽ nhàn vô cùng. Hiểu không nào? Cho nên bạn nào mà tại thời điểm lớp 7 này này mà hình các con cảm nhận còn chưa được tốt ấy, thì các con phải chịu khó học nhiều hơn nữa. Và nếu bạn nào mà mong muốn thầy hướng dẫn thêm ấy, thì nhắn lên Zalo của thầy, rồi thầy sẽ cho một số bài để cho thầy sẽ rèn luyện thêm, được chưa nào? Như vậy là với cái việc thầy chỉ ra ba điều này thì thầy chứng minh được hai tam giác này là bằng nhau cực kỳ đơn giản. Cụ thể trong trường hợp này nó là cạnh góc cạnh, được chưa các con? Cả lớp ok không? Cả lớp ơi, có ok không các con? Không thầy. Vậy thì hai tam giác này mà bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh thì thầy sẽ suy ra được đó là MB. Chắc chắn là bằng thằng NB. Ok chưa các con? Đây này, 1,3 thì sẽ bằng 1,3 ở đây. Như vậy là thứ tự về đỉnh của nó thầy sắp xếp đã chuẩn rồi. Đỉnh thứ nhất, đỉnh thứ 3 bằng đỉnh thứ nhất, đỉnh thứ 3. Tức là cạnh MB sẽ bằng cạnh NB. Ok chưa? Như vậy thầy sẽ suy ra được tam giác BMN chắc chắn phải là tam giác cân. Cả lớp ok chứ? Tam giác BMN có MB bằng NB cho nên BMN là tam giác cân. Vậy bây giờ thầy hỏi các con này, để chứng minh một tam giác đều thì chúng ta đã có tam giác đấy là tam giác cân rồi, thì chỉ cần thêm một điều kiện gì nữa thôi là chúng ta sẽ thành công cái việc nó là tam giác đều. Cả lớp, các con có biết thêm một điều kiện gì nữa thì nó lập tức trở thành tam giác đều không? Không thầy. Ba góc bằng nhau.
không phải ba góc bằng nhau nữa, mà chỉ cần là trong tam giác đấy có một góc, chỉ ra được một góc bằng 60 độ thì chắc chắn là tam giác đó phải là tam giác đều. Các con có hiểu điều thầy vừa nói không ạ? Có. Tại sao? Bởi vì như này nhá con nhá, thầy vẽ này, thầy vẽ để mô tả nhanh này. Giả sử cái tam giác này là tam giác ABC, thầy lấy một tam giác bất kỳ ABC này cân tại đỉnh A nhá, con nghe nhá, con nghe nhá, cân tại đỉnh A này. Bây giờ thầy hỏi con nhá, giả sử góc này 60 độ. Thế như vậy thầy hỏi con là tổng hai góc còn lại này bằng bao nhiêu? Góc B và góc C bằng này bằng bao nhiêu? 120 độ à? Ở 120. Nhưng vì B bằng C cho nên có phải thằng này bằng 60 không con? Chuẩn không? Có à, có. Như vậy tam giác ABC lập tức trở thành tam giác đều chưa? Rồi à. Rồi đúng không? Bây giờ giả sử ngược lại, nếu góc A này không phải bằng 60 độ mà góc B bằng 60 độ thì thầy suy ra điều hoàn toàn tương tự. Con nhìn nhá. Vì B bằng 60 cho nên thằng này bằng 60. Vâng. Thằng này bằng 60, như vậy thằng còn lại này cũng bằng 180 trừ 60 trừ 60, vậy thằng này 60 nốt. Vậy bây giờ các con đã hiểu tại sao một tam giác cân chỉ cần một góc mà bằng 60 độ thì lập tức tam giác đó trở thành tam giác đều. Cả lớp có hiểu được không ạ? Cả lớp có hiểu được cái điều thầy vừa trình bày không ạ? Như vậy mấu chốt ở đây đó là thầy phải chứng minh được tam giác BMN này nếu có một góc bằng 60 độ thì là sẽ thành công, đúng không? Đúng không ạ? Và cụ thể trong trường hợp này thầy sẽ chứng minh luôn cái góc này bằng 60 độ nhá. Cực đơn giản như sau. Thầy sẽ xóa hết tấm này đi để thầy trình bày này. Thôi những câu hỏi ngoài lề này thầy sẽ trả lời các câu ngoài lề sau nhá. Bây giờ thầy trình bày câu C này đã này. Ta có như sau này. Theo câu A thì ta có là DI bằng AC. Được chưa nào? M'N lần lượt là trung điểm của DI và AC. Từ đó suy ra là DM của thầy sẽ phải bằng thằng AN. Được chưa các con? Rồi, ta có tiếp này. Tam giác DBI bằng tam giác ABC, mở ngoặc ra chứng minh trên. Từ đó suy ra được đó là góc MDB sẽ bằng góc NAB, mở ngoặc ra cặp góc tương ứng. Cặp góc tương ứng. Được chưa nào? Rồi. Xét hai tam giác. Thầy lấy tên đó là tam giác MDB và tam giác NAB. Thì hai tam giác này có như sau này. Thứ nhất là MD bằng thằng NA. Thứ hai là góc MDB thì bằng góc NAB. Và cuối cùng đó là thằng DB thì bằng thằng AB. Được chưa nào? Vậy từ ba điều này thầy sẽ suy ra được là hai tam giác này là hai tam giác bằng nhau. Và theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Vậy hai tam giác này bằng nhau, thầy sẽ suy ra được hai điều. Điều thứ nhất đó là MB của chúng ta thì chắc chắn sẽ phải bằng thằng NB. Đấy là thứ nhất. Và cái này được có được là do là cặp cạnh tương ứng. Được chưa nào? Cái thứ hai quan trọng hơn đó là thầy suy ra được cặp góc tương ứng bằng nhau. Cụ thể trong trường hợp này đó là góc DBM sẽ phải bằng góc ABN. Và đây là bằng nhau được là sở dĩ là cặp góc tương ứng.
Được chưa nào? Thế thì chính vì cái hai góc này bằng nhau này, thầy ký hiệu trên hình các con nhìn này. Hai góc này bằng nhau. Cả lớp ơi nhìn giúp thầy này. Như vậy hai góc này bằng nhau thì thầy cộng hai thằng này bằng nhau cộng thêm cùng với một góc nữa. Đó chính là góc MBA, là cái góc ở giữa này này. Góc bé tí tí ở giữa này này. Đấy. Thầy đánh cái mũi tên này này. Như vậy là đến đây thầy suy ra được là như sau, các con nhìn nhá. Suy ra này là DBM cộng với góc MBA thì sẽ bằng thằng ABN cũng cộng với MBA luôn. Có đúng không ạ? Vậy đến đây suy ra cho thầy đó là góc DBA, DBM cộng MBA chính là góc DBA. Thì sẽ bằng góc kia là cái gì? ABN cộng với MBA chính là góc MBN. Phẩy. Mà góc DBA của chúng ta bằng 60 độ. Từ đó suy ra là góc MBN của chúng ta cũng bằng 60 độ nốt. Được chưa nào? Rồi, ta có này. Xét tam giác BMN có. Thứ nhất là MB bằng NB. Nên tam giác BMN đều cân tại B. Xuống dòng. Tam giác BMN có góc MBN bằng 60 độ. Tam giác MBN cân có góc MBN bằng 60 độ. Suy ra tam giác BMN đều. Suy ra tam giác BMN đều. Và đây chính là điều phải chứng minh của chúng ta nhé các con nhé. Ok chưa? Rồi, xin mời các con chữa bài cẩn thận vào trong vở đi. Nói chung là các con vẫn còn phải rèn luyện nhiều nữa nhé. Thầy trình bày như này cả lớp các con có ok không ạ? Có. Cả lớp có hiểu thật sự hoàn toàn không? Có. Có. Ok, tốt. Thầy yên tâm. Thầy yên tâm còn có 7 không ạ? Không ạ. Được chưa? Ok, thầy các con chứng minh vào trong vở đi nhá. Thầy lại đi lấy nước. Thầy chuẩn bị đi lấy nước đây. Bởi vì là thầy phải lấy nước nạp mà vào cho nó đỡ bị khát, đỡ bị đói luôn. Chuẩn luôn đấy. Thầy cho em xin lại cái chat. Thôi phòng chờ đi. Dạ. Thầy cho em xin lại cái chat. Rồi ôi. Suốt ngày. Thầy lướt lên để em chép. Thầy kéo lên tí để cho em chép á. Hôm nay em nhầm múi giờ rồi đấy ạ. À, Dương thì... Dương đúng không? Ờ, thầy nên là thầy thấy con chắc là vào thăm lớp tí cho đỡ nhớ đúng không? Không ạ, hôm nay em quên mất em vào nhầm. Em nhìn nhầm 7 giờ 15 thành 6 giờ 15. Ờ, các con chữa bài đi. Nói chung là bây giờ các con phải rèn luyện sao cho một buổi học ý, phải làm được 3 bài như thế này thì mới ok. Đây là 3 bài à? Phải làm được 3 bài như thế này. Được chưa? 3 câu ấy thầy. 3 bài ý, chứ không phải 3 câu. Rồi, thầy cảm ơn Nguyễn Hiển. Thầy cảm ơn con. Rồi, thầy xin nhận.
Vâng ạ, thầy cảm ơn Minh Đức ạ. Ok, rồi các con chữa bài đi. Hôm nay thầy cho nghỉ sớm mấy phút cũng được. Chứ còn đúng ra ấy là thầy đã chuẩn bị cho các con thêm hai bài hình và một bài đại nữa cơ. Gia Bảo, con ở dưới chung cư á, tức là ở gần gần nhà thầy à? Ngon nhau đây ạ. Dạ vâng, rồi thầy chào tất cả các con. Hẹn gặp lại các con vào buổi học tiếp theo nhé. Mai mai. Ok. Thầy tặng em có iPhone Pro Max 2021 đi rồi. Lấy đâu ra làm gì có cái con Pro Max nào 2021. Rồi thầy chào Trà My ạ. Vâng, thầy cảm ơn Thảo Linh nhá. Thầy cảm ơn con. Đấy, thằng Tâm nó tiễn thầy đi một đoạn rồi. Dạ vâng, thầy chào Quang Vinh ạ. Dạ vâng, thầy cảm ơn Đức Khôi, thầy cảm ơn các con. Hôm nay thầy nhận được rất nhiều lời chúc, thầy cảm ơn các con rất nhiều. Vâng, thầy chào Gia Bảo ạ. Sao lại ở đằng ngoài đường hả Ngọc Tâm? Các con cần thầy kéo như thế nào? Thầy kéo như này được chưa ạ? À, nó bị mất mất một chút ở kia đúng không? Ok, đây thầy kéo ra cho hết cho các con đây. Dạ vâng. Rồi, thầy cảm ơn các con. Ok. Vâng ạ, thầy chào Tùng Lâm ạ. Thầy chào các con nhé. Thầy xin phép... Dạ vâng, thầy chào con. Thầy xin phép dừng phòng học ở đây để thầy mở phòng học cho các anh chị lớp trên. 20 tháng 11 vui vẻ. Dạ vâng ạ. Xin chào thầy. Dạ vâng. Thầy từ từ. Dạ. Thầy cảm ơn Minh Ngọc ạ. Thầy từ từ em chép xong. À, con chưa chép xong thì ok. Thầy chào Thảo Linh. Ok, thầy xin chào tất cả các con nhé. Thầy xin phép dừng phòng học ở đây để thầy mở phòng học cho các anh chị lớp trên ạ. Ok, chào tất cả các con. Dạ vâng, thầy nhất trí ạ.